Anh sợ giống lốc chạy chưa? Chưa. Chạy nó rù rù mà. Rù rù. Đang trên không quá đúng không? Đang quá đúng không? Lốc chưa chạy, chờ thấy lốc chạy. Lốc chạy xong mình mở ra. Còn cái này nó đang mở rồi. Đúng rồi, bình ga này mở rồi, bình ga mở trước cho mình đuổi chứ không. Nốc chưa chạy đi. Rồi, cho ga đi. Rồi. Anh dựng bình, dựng bình ga qua lại. Dựng bình ga này thì. Nghiêng bình ga. Rồi. Ok. Đừng cho ga lỏng vào nhiều quá. Ga lỏng nhiều quá thì chết. Mở ga đi. Rồi, xong khóa lại. Cái này cáp nó nhỏ, chỉ phải cho từ từ thôi để ổn định cho mình cho tiếp. Ừ. Rồi anh cho thêm ngã ga này, ga chưa đủ đâu. Cho làm nghiêng bình ga thôi. Rồi, ok. Về tí đi trả mạch thông hiếu này. Em giả cho mạch thông hiếu chứ. Gọi thông hiếu hơn lưới của anh. Lưới hút mùi lắm đấy. Mạch lưới đúng không? Mạch lưới đấy, ăn đi chuối đi. Rồi, quan lại đi. Rồi sò dàn, đi sò dàn đi, sò dàn nóng lắm luôn, dàn lại, ấm chưa, ấm đều chưa? Hơi ấm. Rồi, ấm vẫn thiếu vì đã đủ ga đâu. Úp cho úp xuống, úp hẳn luôn, cho tí ga lỏng luôn rồi. Gọi nhớ xem địa chỉ đâu nhá, anh cho. Nạp từ vừa phải đi, cho vừa ga lỏng luôn, cho ga lỏng nhiều quá chết, dễ chết lắm. Tức là cái này nó có hai thành phần ga trong đấy à? Không phải ga là hai thành phần ga mà ga hơi cũng là chất ga là dầu, là dầu. Thì mình cho úp xuống thì sẽ cho ga lỏng tức là dầu là nhiều. Còn không mình chỉ để nghiêng thôi. Để nghiêng bình ga đi. Tức là khi đủ rồi đấy, gần đủ rồi đấy, anh cho nghiêng bình ga đi. Không thì cho ga lỏng mà nhiều quá sẽ chết lốc.